Cách làm sữa chua Hy Lạp rất là đơn giản nha mọi người. Chỉ cần 1 lít sữa tươi không đường, mình dùng sữa tươi Vinamilk nhé. Đó mọi người đun sữa ấm lên 80 độ, rồi để sữa giảm xuống còn 40 độ. Thử tay thấy ấm là được. Đổ 2 hộp sữa chua không đường này vào. Thế để hỗn hợp, ta cho hỗn hợp không bị lợn cợn nhé. Mình sẽ ủ sữa chua bằng nồi cơm điện, bật nắp ủ 5 phút và sẽ cho ra bọc chăn thành nhiều lớp như thế này. Mọi người bọc kín và để nhiệt độ phòng nhé. Mọi người làm cẩn thận không đổ nha. Sau đó đem sữa chua đi ủ 8 tiếng. Sau 8 tiếng thì mọi người sẽ được một hỗn hợp sữa chua đặc sệt. Như này là mọi người có thể ăn được rồi ạ. Nhưng mà mọi người làm sữa chua Hy Lạp thì phải qua một bước nữa. Mọi người tìm một cái miếng khăn vải màn, hỗn hợp vào khăn. Cần thêm một cái dầu hoặc một cái âu lớn. Sau đó mọi người hãy túm cái miệng khăn lại và buộc chặt, để mình tách phần cái và phần nước whey ra khỏi sữa chua Hy Lạp. Mọi người nhìn nước whey có vàng không? Và mọi người để sữa chua vào tủ lạnh tách trong vòng 12 tiếng. Sau 12 tiếng thì mọi người sẽ được một mẻ sữa chua Hy Lạp đặc sánh như thế này. Mọi người xem kết quả ở cuối video nhé. Sữa chua Hy Lạp ăn cực tốt trong việc giảm cân. Đi mua thì rất là xót tiền mà làm thì cực là rẻ nhé mọi người. Làm rất là dễ, mọi người xem video và làm theo em nhé. Vị của nó ăn như kem chi mọi người ạ. Bye bye mọi người.